Với một cách làm quen thuộc nhưng chúng ta sẽ có một bộ móng nối thật sự tự nhiên và khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng với cách nối móng này. Mọi người sẽ cùng tham khảo về cái phần kỹ thuật này luôn nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo. Như lần trước đã hứa với mọi người ở video làm móng trước, thì ở video này Thảo sẽ cùng thực hiện nối bộ móng siêu tự nhiên nhé. Ở đây thì mọi người sẽ quét lên một lớp liên kết bột nhé. Liên kết bột ở đây thì mọi người sẽ quét lên phần móng thật này. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái cuộn form để chúng ta lấy ra một miếng form giấy ở đây. Vì là nắp bột ứng dụng thôi nhưng mình chỉ cần một cái form giấy ngắn như thế này và nhỏ như thế này thôi nha. Rồi, mình sẽ cố định lên này. Đó, cố định phần dưới móng trước nhé. Sau đó thì mình sẽ cố định đến phần trên ngón tay sau. Sau đó thì mình sẽ đắp bột này. Mình sẽ đắp vào khoảng một nửa móng nhé. Ở đây thì với cách làm này, thông thường thì các bạn mới học, các bạn hơi lười ấy, kiểu là làm nối móng thì nó sẽ được chuẩn form luôn, rồi là nó sẽ dễ làm hơn. Nhưng thật ra với cách làm này, nếu ta biết làm thì rất là nhanh thôi. Tuy nhiên thì mọi người sẽ đắp hai lần như thế này, nhưng mà đừng để móng bị mỏng quá nhé. Tại vì mỏng quá thì nó sẽ bị gãy đấy ạ. Nên là bắt buộc mình vẫn phải đắp dày về phần giữa móng. Rồi, sau đó thì mình sẽ chỉnh phần form nhé. Rồi, sau khi chỉnh phần form ok rồi thì mình có thể để lại một chút xíu cho nó khô nha. Sau đấy thì mình sẽ đi làm ngón bên cạnh. Ok, mình sẽ đợi khô và mình sẽ làm ngón bên cạnh này. Rồi, ngón bên cạnh thì chúng ta cũng làm thao tác tương tự như vậy nha. Đó, các ngón thì mình sẽ đều làm thao tác tương tự như vậy, nên là Thảo sẽ làm kiểu 2-3 ngón để cho mọi người biết thao tác là nha. Sau khi làm xong về phần độ dài và phần form rồi thì mình sẽ làm về độ dày nhé. Thì ở đây mọi người lưu ý là vì cái Thảo vừa nói là kiểu nó mỏng quá thì nó sẽ bị nhanh gãy, nên là chúng ta sẽ làm dày một chút xíu này, nhưng vừa đủ có cầu này cho nó tự nhiên thôi này. Đó, lưu ý là vì lát nữa mình sẽ làm là mình sẽ sơn gel hay là các thứ lên trên, nên phần chân mọi người đắp thật tự nhiên nhé, vẫn đảm bảo tiêu chí là sát cách chân móng một sợi tóc. Tuy nhiên thì mọi người nhớ là đắp phần này thật mỏng thôi, lát nữa mình chạy máy nó cũng đỡ mất công, và hơn nữa là nó cũng sẽ được tự nhiên hơn cái form ấy, và nó bền hơn nữa. Bởi vì đắp bột là gì ạ? Chúng ta hạn chế nhất là gì ạ? Là bị líp ấy, đúng không mọi người? Bị tràn cái phần bột lên trên bề mặt móng, lên trên bề mặt da. Đó, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ làm các móng tương tự như vậy. Phần form này tưởng mọi người xem video mọi người cũng cảm thấy dễ đúng không? Nhưng mà khi thực hiện thì đương nhiên là sẽ mắc một vài cái vấn đề nhỏ nếu như các bạn là người mới học. Vì mình sẽ chưa căn được form hay là chưa căn được bột. Tuy nhiên thì nếu như đã biết một chút về cách làm rồi thì đương nhiên mọi người sẽ trải nghiệm, mọi người thấy là cách làm này nó rất là dễ và còn nhanh hơn cả cách mà chúng ta dán tip cơ. Trừ khi mọi người dán tip mà cắt form sẵn thì Thảo không có đua lại kịp đâu nha. Tại vì cắt tip có form sẵn ấy thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đấy, nhưng mà kiểu này sẽ phù hợp với những khách hàng nào mà thích, tại Việt Nam nó thích độ mỏng ấy. Hai nữa là mình làm như thế này thì khách hàng cũng sẽ thích hơn, tại vì nó không cần dán bất cứ cái móng nào lên ý, mà nó vẫn có độ tự nhiên như móng thật. Đấy, nên là khách hàng rất thích ở chỗ đấy. Nên là chúng ta làm cái này chứ không phải là ồ tự nhiên có móng tip như thế, tại sao mình tự nhiên mình đi đắp form giấy làm gì. Rồi, sau đó chờ các ngón tay khô thì chúng ta sẽ bỏ cái phần form giấy này ra và chúng ta sẽ chạy máy đi nha. Tức là mẹo để có một cái form móng tự nhiên ý, một là mọi người phải nắm kỹ trước về phần form của các phần form móng, tức là nắm kỹ về kỹ thuật chỗ form. Sau đấy thì mình sẽ căn được các phần form chuẩn này. Sau đấy thì mình sẽ đắp bột lên. Đây là một cái rất là đơn giản thôi, kỹ thuật rất rất đơn giản. Nhưng mà kiểu để muốn tự nhiên thì mọi người cần kiểu nếu như chưa rõ thì cố gắng luyện thêm một chút xíu, tại vì cách này rất 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 tự nhiên luôn ạ. Rồi sau đó thì sau khi chạy máy xong rồi thì mình sẽ sử dụng phao để mình phao bề mặt đi nhé. Rồi sau đó thì mình sẽ rũa form này. Rũa form lưu ý là mọi người sẽ rũa cái form nó dày dày một chút.
Tại vì là nếu như mà cái form móng, cái giũa form của mọi người mà đang dùng cái giũa ngắn ấy, thì nó sẽ bị kiểu không được cứng ấy mọi người, và không được thẳng cái giũa, nên là nó sẽ bị tình trạng có thể là bị mất form. Rồi, mình sẽ giũa tất cả các móng như vậy nhé. Sau khi mà giũa xong thì mọi người sẽ dùng chổi phủi để mình phủi đi nhé. Và đương nhiên là chúng ta sẽ dùng cái giấy lau gel của thấm cồn để mình vệ sinh lại móng một lần nữa để tránh các phần bụi còn sót lại. Lát nữa thì mình sơn gel hay mình làm gì, mình quét màu lên thì nó sẽ không bị hạt bụi, không bị lợn cợn trên mặt móng đấy mọi người. Đó, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong. Đây mọi người nhìn form móng này, cái cầu móng này khá là tự nhiên luôn. Phần chân móng thì mọi người sẽ hạ xuống thấp một chút xíu nha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video về chia sẻ kinh nghiệm làm nail cùng Nhi Thảo. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, mọi người hãy ấn vào hình tròn phía giữa màn hình để đăng ký kênh, hoặc có thể xem ngay các video ở phía bên tay trái màn hình hoặc phía bên tay phải màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.